trúc cơ ngũ giai vậy mà có thể sử dụng phi kiếm đạo pháp. Bàn tọa trúc cơ nhị giai mới có thể khống hỏa, đã là tư chất ngàn dặm mới tìm được một, lại có người lợi hại hơn. Thiên tài, bản tọa không cho phép có người như vậy tồn tại, nhất định phải khiến hắn nằm lại ở nơi đây. Ngươi vẫn còn có thể đánh, mau, mau xử lý bọn chúng. À, chỉ là trúc cơ nhị giai, dựa vào cái gì mà dám tự xưng bản tọa trước mặt trúc cơ ngũ giai ta? Giết cho ta, giết hắn cho ta, thay tiên sư báo thù. À, ai có thể giết hắn, ta cho người đó thêm tiền. Xem ra, bản tọa chỉ có thể tiêu diệt tất cả các ngươi ngay tại ổ này. Cha mi, à chu mi nga, đừng có giết ta, thêm tiền ta cũng không làm. Tính mạng mới là quan trọng. Cái tên mập trên lầu kia chính là lão đại, muốn giết thì đi giết hắn đi. Ha ha, ngươi ngược lại có chút cốt khí. Xem ra, ngươi là muốn thử xem kiếm của bản tọa có đủ sắc bén hay không. Thượng tiên không nên hiểu lầm, ta là người tốt mà. Ta thật ra là... ngươi! Ngươi ngay cả quần cũng không mặc, còn là người tốt. Lại còn tên nỏ, lại còn chủy thủ, ta thấy ngươi chính là tên dâm tặc biến thái. Tên này có gì đó không đúng, đầu óc thoạt nhìn cũng không thông minh cho lắm. Nếu như cứ giải thích, hắn sẽ khẳng định cho rằng mình đang nói dối, sau đó đem mình làm thịt. Phải nghĩ biện pháp, nhìn cách hắn ra sân vô cùng màu mè, có lẽ là một tên bị bệnh trung nhị thâm niên mới có thể thành dạng này. Ha ha, không nghĩ tới tu tiên giả trúc cơ ngũ giai, đợi một chút cũng không chịu được như vậy. Không chịu được, bản tọa đâu có không chịu được. Bản tọa thay trời hành đạo, có gì không chịu được. Ngươi phải nói ràng cho ta. Ha ha, ngươi nhìn lại một chút não của người xem, quả thực đơn giản đến mức làm cho ta bật cười. Nếu như ta là đồng bọn của bọn chúng, vì sao tên tiên giả trúc cơ nhị giai kia tại sao lại công kích ta? Ngươi cho rằng đây là cái trò đồng phạm sao? Mà lại bọn chúng là làm kinh doanh cái gì, ngươi không biết sao? Đương nhiên biết bọn chúng là làm kinh doanh thái giám lậu. À, ngươi không mặc quần, không lẽ? Không sai, ta chính là món hàng trốn ra từ trong tay bọn chúng. Ta cắt đồ chơi của tên thi hình, lừa thủ vệ muốn chạy trốn, không ngờ vẫn bị phát hiện, sau đó ngươi liền đến. Hàng hóa, trốn thoát, cắt đồ chơi người khác, còn lừa thủ vệ, mới vừa rồi còn bị một đám người truy đánh. Nhóm người này cực kỳ hung ác, có tin đồn người bị bọn hắn bắt đi không một ai có thể mang theo bảo bối đi ra ngoài. Nhưng tên này có thể làm vậy. Khoan đã, đây chẳng phải là, ta không chỉ nghi oan người tốt, ta còn nghi oan một người tốt chí dũng song toàn. Ta khổ tâm bố trí, vất vả lắm mới có thể rời khỏi nơi này. Mà ngươi lại muốn giết một người tốt sắp trốn ra khỏi ma trưởng. Đây cũng được coi là hành hiệp trượng nghĩa. Hả, nói đi. Ta. Ngươi biết từng câu từng chữ ngươi vừa rồi nói, gây bao nhiêu đả kích tinh thần đối với ta không? Quả thực khiến ta sinh ra hoài nghi về bản chất con người ở cái thế giới này. Trừ phi ngươi giúp ta gia nhập tông môn ngươi, nếu không tâm hồn bị tổn thương của ta tuyệt không có khả năng chữa lành. Chỉ cần có thể đền bù tổn thương vừa rồi của ngươi, những việc này cũng không thành vấn đề. Ấy, khoan đã. Ngươi vừa nói cái gì? Giúp ta gia nhập tông môn ngươi? Có thể, nhưng mà ngươi cần phải thông qua khảo hạch tông môn. Nam nhân chí dũng song toàn như ngươi, khảo hạch không khó lắm đâu nhỉ? Khục, trong từ điển của ta không có từ khó, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. A Tân, mặc kệ, trước hết chém bừa cho qua chuyện rồi tính sau. Đây chính là nam nhân chí dũng song toàn sao? Dù cho không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng vẫn tự tin như vậy. Hắn, kẻ này kinh khủng như vậy, ngày sau nhất định có thể làm nên nhiều việc. Tân tinh tương lai của kiếm tông, chẳng lẽ sẽ do Hứa Tân khai quật sao? Đây là vũ khí ta rèn ra, xem như cảm ơn ân ngươi cứu mạng. Ta chính là người phân minh thiện ác rõ ràng. Chủy thủ này, nó là vật phi phàm, không chỉ có chất liệu thượng thừa mà còn nhìn không ra một vết tích rèn đúc nào. Quả nhiên, hắn quả nhiên không phải nam nhân bình thường. Giải quyết thiếu niên bệnh trung nhị thì chỉ có duy nhất một cách, trung nhị hơn cả hắn. Mọi chuyện chỉ cần phản ngược lại hắn, hắn không chỉ không tức giận mà còn lập tức hóa thành một con cún. Ha, ta tự hồ có mấy phần thực lực làm hải vương mà. Nhưng, việc cấp bách bây giờ vẫn là phải gia nhập kiếm tông. Trở về bên phú bà kia là không thể nào, trở về cũng bị ép khô. Thế giới này không phải tầm thường, nếu muốn sống sót, nhất định phải nhanh hiểu rõ ràng không gian bí mật, và còn. Đến điều tới rồi, không sống một lần thật tốt, há chẳng phải lỗ quá nhiều sao? Nhất định phải trở thành tu tiên giả ở thế giới này,